cái này em tưởng cái hình dung nó là một cái đèn nha. Dạ dạ. Hai cái đèn rất là, ví dụ như bây giờ em kéo này nó xuống đi. Kéo nó xuống. Rồi. Bình thường em chỉnh bộ chỉnh này quạt hoài cho nó thấy. Em kéo nó xuống đi. Kéo nó xuống. Rồi. Cái này 10x. Cái này 10x thì thấy nhưng mà khi mình chuyển qua 40x thì phải kết hợp hai cái này chỉnh chỉnh đẹp này. Cái auto rồi nó có chạy. Cái auto em đừng chỉnh auto, em chỉnh mắt nó rõ hơn. Xoay qua xoay lại thấy mờ đúng không? Thì chẳng lại rõ nhất. Cái này rõ nhất rồi. Cơ bản nó cũng đã hiện lên hết rồi, giống như là nhìn dễ mà. Đây mình đã xác định điểm đó rồi, mình có dễ hoặc xấu thôi. Ý là thấy cũng dễ. Sợ là cái bằng tử hoặc là cái bọng mà như thế nào để mình xác định. Nó không khó. Ủa này, cái này có sẵn có thể thì tắt cái lưng. Tắt tắt cái này luôn á hả? Tắt luôn, tắt luôn. Nó có cái này luôn. Là cái kiểm viên sau đó rồi